Xin chào các bạn. Hôm nay Lưu Quang Gia xin giới thiệu bình thủy điện Asanzo công nghệ Nhật Bản, model HP4215, 4.6 lít, công suất 700-730W. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra. Bình thủy bằng tay sách, vỏ lợn bằng lớp kim loại inox, có đế xoay 360 độ, dung tích 46 lít, có tay sách. Chúng ta nhìn chi tiết về các nút điều chỉnh. Ta có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Bên trong có dây điện. Chúng ta nhìn chi tiết phía trong. Có tay sách rất là tiện lợi, xoay 360 độ. Rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.